Xin thân ái mến chào quý thính giả đã đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Ông Trump và bà Harris sẽ tranh luận ngày 10 tháng 9 trên đài ABC. Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Trump và đối thủ đảng Dân chủ Harris sẽ tranh luận ngày 10 tháng 9 trên đài ABC. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai đối thủ. Trong cuộc họp báo ở Palm Beach, Florida, ông Trump cho biết ông muốn tranh luận thêm trong ngày 4 và 25 tháng 9 phát sóng trên đài Fox và NBC. Trên mạng xã hội X, bà Harris nói rằng bà mong chờ cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 sau khi ông Trump cuối cùng cũng đồng ý. Sau cuộc vận động tranh cử ở khu vực Detroit, bà cho biết bà sẵn sàng tham gia các cuộc tranh luận khác, nhưng một viên chức ban vận động nhắc lại lập trường của họ là cuộc tranh luận ngày 4 tháng 9 trên đài Fox sẽ không diễn ra. Có thể cuộc tranh luận trong tương lai tùy thuộc vào việc ông Trump giữ cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 trên đài ABC. Ban vận động của bà Harris phản đối cuộc tranh luận trên đài Fox, nói rằng đài tổ chức phải là đài bảo trợ cuộc tranh luận bỏ phiếu sơ bộ gần đây của cả hai đảng. Ông Trump trước đó ngụ ý ông có thể không tham gia cuộc tranh luận trên đài ABC theo kế hoạch trước khi bà Harris thay thế Tổng thống Biden trở thành ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ cách đây chưa đầy 3 tuần. Cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 lẽ ra là cuộc tranh luận thứ nhì trong số hai cuộc tranh luận giữa ông Biden và ông Trump, theo sau cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 trên CNN. Cuộc khảo sát của Ipsos công bố hôm thứ Năm cho thấy bà Harris mở rộng vị thế dẫn đầu trước ông Trump kể từ cuối tháng 7. Bà dẫn trước 42% so với 37% của ông Trump. Trong cuộc khảo sát của Reuters Ipsos trong ngày 22 và 23 tháng 7, bà Harris cũng dẫn trước 37% so với 34% của ông Trump. 15 tiểu bang kiện quy định mở rộng bảo hiểm y tế cho di dân trong chương trình DACA. Một nhóm tiểu bang hôm thứ Năm nộp đơn kiện để chặn chính quyền Tổng thống Biden cho phép 200.000 di dân được đưa đến Hoa Kỳ trái phép khi còn nhỏ tham gia vào chương trình bảo hiểm y tế của liên bang. 15 tiểu bang do Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Kansas là Chris Kobach dẫn đầu và cho rằng quy định được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh thông qua hồi tháng 5 vi phạm một luật liên bang trong đó cấm cung cấp phúc lợi công cho những người thiếu quy chế di trú hợp pháp. Quy định trên phân loại người tham gia trong chương trình đạo luật trì hoãn hành động đối với trẻ em đến Hoa Kỳ, gọi tắt là DACA, là hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ, cho phép họ tham gia vào các chương trình y tế căn bản, thành lập với đạo luật chăm sóc y tế với chi phí vừa phải, Affordable Care Act, thường được gọi là Obamacare. Nhưng Kansas và các tiểu bang khác trong đơn kiện đã cho rằng những người này thiếu quy chế hợp pháp nên phải tham gia DACA. Do đó họ không hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ. Các tiểu bang cho rằng quy định trên khuyến khích người trong chương trình DACA tiếp tục ở lại Hoa Kỳ trái phép, rồi từ đó buộc các tiểu bang phải chi hàng triệu đô la cho dịch vụ công cho họ và gia đình của họ. Cũng hôm thứ Năm, Thống đốc Texas là Greg Abbott ban hành sắc lệnh chỉ đạo giới chức tiểu bang bắt đầu theo dõi chi phí chăm sóc y tế cho những người ở Hoa Kỳ trái phép. Chương trình DACA này hoãn trục xuất và cấp phép lao động cho di dân Dreamers, tức là những người được đưa đến Hoa Kỳ trái phép khi còn nhỏ, và có khoảng 530.000 người hiện đang tham gia vào DACA. Dở đập sông băng nhấn chìm thủ phủ Alaska, hơn 100 căn nhà bị hư hỏng. Hơn 100 căn nhà ở thủ phủ Juneau của Alaska bị hư hỏng vì vỡ đập sông băng ở phía bắc thành phố. Hiện tượng này càng thường xuyên hơn vì khí hậu biến đổi. Lũ lụt bắt đầu tới thứ Hai sau khi nước tràn ra từ hồ sông băng tại lưu vực Suicide, nơi chứa nước mưa và băng tan chảy hàng năm và bị sông băng và đàn hò chặn lại. Nếu lưu vực đầy nước, nước có thể làm vỡ hoặc chảy qua khối băng chặn dòng nước lại. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết nước lũ đạt đỉnh lúc khoảng 3 giờ sáng thứ Ba. Mực nước trên sông Ba Đàn Hò đạt 4.8 mét. Mực nước sông trở lại bình thường hôm thứ Tư. Nhà chức trách địa phương cảnh báo người dân gần dòng sông thận trọng và dùng trường học địa phương làm nơi lánh nạn. Giới chức thành phố không ghi nhận thương vong. Lũ lụt xảy ra gần một năm sau khi vụ vỡ đập sông băng tại lưu vực Suicide gây ra lũ lụt tương tự. Năm 2023, sông Ba Đàn Hò đạt đỉnh lũ 4.5 mét. Nguy cơ vỡ đập sông băng ngày càng trầm trọng hơn vì khí hậu biến đổi.
nguyên nhân làm sông băng thu hẹp trong khi tăng số lượng và kích thước hồ sông băng. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS theo dõi lưu vực Suicide từ năm 1965, nhưng đến tháng 7 năm 2011 mới ghi nhận vụ vỡ đập sông băng. Kể từ đó, hơn 30 lần vỡ đập đã xảy ra. Một phụ nữ thiệt mạng vì vướng vào máy hành lý tại phi trường Chicago. Cảnh sát cứu hỏa tìm thấy một phụ nữ tử vong bị vướng vào máy trong khu vực xử lý hành lý không dành cho hành khách tại phi trường quốc tế O'Hare, Chicago vào hôm thứ Năm. Phát ngôn viên Larry Lamford của Sở Cứu hỏa Chicago cho biết rằng cảnh sát cứu hỏa đến phi trường lúc khoảng 7 giờ 45 phút sáng sau khi nhận được tin có một người bị vướng vào máy vận chuyển hành lý. Cảnh sát cứu hỏa tìm thấy nạn nhân bị vướng vào hệ thống băng tải trong hành lý. Cảnh sát cho hay người phụ nữ này 57 tuổi nhưng không công bố danh tánh của bà. Phòng hành lý không dành cho hành khách và chưa rõ bà vào đó bằng cách nào. Theo phát ngôn viên Scott Allen của Bộ Lao động, một quan chức thuộc Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp đã đến hiện trường và được báo cáo nạn nhân không phải là nhân viên phi trường. Cảnh sát cứu hỏa bàn giao hiện trường cho bên các nhà điều tra của Sở Cảnh sát. Sở Cảnh sát Chicago cho hay rằng người phụ nữ này được tìm thấy bất động và được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Đoạn video từ camera giám sát cho thấy bà vào phòng hành lý lúc 2 giờ 27 phút sáng và được phát hiện lúc 7 giờ 30 phút sáng. Đoạn video chỉ cho thấy bà đi vào phòng nhưng không cho thấy những gì xảy ra với bà. Theo phát ngôn viên cảnh sát, không ai theo dõi camera giám sát thời gian thực. Các nhà điều tra đã xem lại hình ảnh sau khi nạn nhân được tìm thấy. Khu dân cư in 3 chiều lớn nhất thế giới sắp hoàn thành ở Texas. Cũng như bất kỳ máy in 3 chiều nào bằng máy tính, máy in Vulcan phun từng lớp để tạo ra đồ vật. Ngoài trừ máy in này rộng hơn 13.7 mét, nặng khoảng 4 tấn và in nhà ở. Mùa hè năm nay, máy in tự động từ công ty Icon hoàn tất những căn cuối cùng trong số 100 căn nhà in 3 chiều tại Wolf Ranch thuộc cộng đồng ở Georgetown, Texas, cách Austin khoảng 50 km. Icon bắt đầu in tường của cộng đồng nhà in 3 chiều lớn nhất thế giới từ tháng 11 năm 2022. So với xây dựng truyền thống, nhà in 3 chiều nhanh hơn, ít tốn kém hơn, cần ít công nhân hơn và giảm thiểu chất thải vật liệu xây dựng. Ông Connor Jenkins, quản lý dự án của Icon cho biết, in 3 chiều mang rất nhiều hiệu quả đến thị trường thương mại. Bình thường có thể cần đến 5 công nhân để xây dựng bức tường, nhưng nay chỉ cần một người và robot. Sau khi bột bê tông, nước, cát và phụ gia khác được trộn lại với nhau và đưa vào máy in, vòi sẽ phun ra hỗn hợp bê tông giống như kem đánh răng trên bàn chải, phun hết lớp này đến lớp khác theo đường đã được lập trình trước để tạo thành bức tường. Căn nhà trệt 3 đến 4 phòng ngủ chỉ mất khoảng 3 tuần là hoàn thành giai đoạn in, nên móng nhà và mái nhà vẫn lắp đặt theo cách truyền thống. Ông Jenkins cho biết tường bê tông có thể kháng nước, rêu mốc mối mọt và thời tiết khắc nghiệt. Nhà in 3 chiều tại Wolf Ranch được nhà phát triển gọi là Genesis Collection có giá từ khoảng 450.000 đến gần 600.000 đô la. Hơn 25 căn nhà đã có khách mua. Thượng nghị sĩ tiểu bang California đề nghị bỏ qua quy trình cấp phép để giải quyết tình trạng vô gia cư. Các lãnh đạo trên khắp California ủng hộ dự luật để đẩy nhanh xây dựng nhà ở tạm. Sáng thứ Năm, họ đứng trước khu nhà nhỏ xíu ở phía tây tòa nhà Quốc hội tiểu bang tại Sacramento. Nhà nhỏ xíu có diện tích khoảng 10 m². Các nhà lập pháp cho hay rằng loại nhà rẻ và xây dựng nhanh giúp tạm thời đưa được người vô gia cư ra khỏi đường phố cho đến khi họ tìm được nhà ở lâu dài. Thượng nghị sĩ tiểu bang Josh Baker nói rằng đây là vấn đề nan giải mà nổi bật nhất tại California. 67% người vô gia cư sống ngoài trời. Trên toàn quốc con số này là 20%. Tại New York, con số này là 5%. Ông soạn thảo đạo luật nhà ở hỗ trợ tạm thời, còn gọi là dự luật SB 1395. Nếu được thông qua, dự luật sẽ cho phép chính quyền địa phương bỏ qua quy trình tái phân khu hoặc cấp phép, cũng như bất kỳ quy trình nào khác cản trở xây dựng nhà ở tạm hoặc nhà ở trên đất trống. Thị trưởng San Jose, Matt Mahan, dự cuộc họp báo của ông Baker.
San Jose có 6 cộng đồng nhà ở tạm với tổng cộng 500 căn nhà tạm và 800 căn nhà khác đang xây dựng. Trên toàn tiểu bang có 2.000 căn nhà. Ông Mayhem nói rằng với dự luật này thì các thành phố không cần trải qua quy trình tái phân khu dài dòng, không cần phải chờ một năm mới cấp giấy phép. Chúng ta có thể nhanh chóng xây dựng nhà, lập tức thực hiện quy trình để đưa người vô gia cư ra khỏi thành phố. Thông thường, nhà ở tạm sẽ đưa người vô gia cư ra khỏi đường phố khoảng một năm cho đến khi họ chuyển sang nhà ở lâu dài. Và theo thị trưởng Mayhem cho biết rằng, tính đến nay, chỉ riêng kế hoạch này đã hỗ trợ được hơn 1.500 người tại San Jose, chưa kể các dịch vụ khác mà thành phố cung cấp. Khoảng 70% những người này sau đó đã tìm được nhà ở lâu dài. Khu chuồng gấu Panda khai trương trong buổi lễ quốc tế ở California. Sự đoàn kết giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thể hiện hôm thứ Năm khi sở thú San Diego chính thức khai trương khu chuồng gấu Panda mới, nơi khách tham quan có thể nhìn thấy Vân Xuyên, John Chuan và Hâm Bảo Sinbao, cặp gấu Panda lần đầu tiên đến Hoa Kỳ trong 21 năm qua. Vân Xuyên gấu Panda được 5 tuổi, dễ dàng nhận ra nhiều mũi dài và hơi nhọn của nó. Trong khi Hâm Bảo là gấu Panda cái 4 tuổi có đuôi tai lớn. Sở thú phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia Trung Cộng để giúp trong thời gian thích nghi và hiểu rõ nhu cầu của hai con gấu Panda. Cặp gấu Panda thưởng thức nhiều loại trúc tươi và bánh Wutu, là một loại bánh hấp truyền thống cũng được gọi là bánh Panda. Trước khi khu chuồng Panda Ridge khai trương, đại sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ Tà Phong Si Phan nói rằng Vân Xuyên và Hâm Bảo đến Hoa Kỳ khi chúng ta chào mừng 45 năm quan hệ ngoại giao, phát đi thông điệp rõ ràng và quan trọng hợp tác Mỹ-Trung về bảo tồn gấu Panda sẽ không dừng lại. Trao đổi nhân dân và hợp tác dưới mức quốc gia sẽ không chấm dứt. Một khi đã mở cửa ra, cánh cửa hữu nghị Mỹ-Trung sẽ không bao giờ đóng lại. Thống đốc California Newsom cho biết đây là dịp chào mừng những thứ nối kết chúng ta lại với nhau. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà vài năm qua đầy căng thẳng, lo lắng và chia rẽ khi người ta lợi dụng sự bất đồng và không chú ý đến những gì gắn kết chúng ta. Trung Cộng lâu nay sử dụng ngoại giao Panda để tăng quyền lực mềm của đất nước, cho nhiều sở thú mượn gấu Panda xem đó là đại sứ động vật thiện chí. Và đó là kết thúc phần tin Hoa Kỳ, sau vài phút quảng cáo sẽ là phần tin quốc tế.